ông trưởng giả keo kiệt. Cách thành vương xá không xa, có một gia đình ông trưởng giả mệnh danh là keo kiệt. Bởi vì, mặc dầu ông sở hữu tài sản kho đụng chất đống, gia súc, ruộng vườn mênh mông bát ngát, ông không bao giờ sử dụng của ấy cho vợ con hay cho chính mình, nói gì đến người thiên hạ. Một buổi sáng, sau khi có việc đến cung vua trở về, ông keo kiệt trông thấy một người ăn xin đang gặm một miếng bánh tiêu giữa đường. Ông thèm quá, định bụng về bảo vợ làm như vậy. Nhưng về đến nhà, ông suy nghĩ. Nếu ta nói cho bà ấy biết là ta thèm bánh tiêu, bà ấy sẽ làm cho cả nhà cùng ăn, thì sẽ tốn kém quá nhiều bột, đường, mè, dầu mỡ và các thứ khác. Chi bằng lặng thinh tốt hơn. Nghĩ như vậy, ông keo kiệt lặng lẽ vào phòng, leo lên giường, nằm thở dài sườn sượt, chiến đấu với cơn thèm, nhưng sợ hao tốn, ông không dám thổ lộ cùng ai nổi thèm khát ấy. Bà vợ thấy chồng buồn bã, đến bên hỏi han, sao ông buồn rầu như vậy, có chuyện gì không? Không có gì đâu bà ạ, vua có rầy rà gì ông chăng? Không có. Các con trai, con gái, dâu, rể, cháu chắc, người ăn, kẻ làm, tôi tới trong nhà, có đứa nào làm ông phật lòng hay không? Tuyệt đối không có chuyện ấy. Vậy thì, ông đang ao ước một điều gì? Ông keo kiệt nghe vợ nói vậy, càng sợ tốn hao của cải, nên nhất quyết không hở môi, vẫn nằm bất động mà thở dài. Bà vợ năn nỉ, này, ông hãy nói đi, ông muốn cái gì thì bảo. Ông trưởng giả nuốt nước bọt, đánh ực một cái rồi mới thở dài, não ruột mà bảo, phải, tôi thèm một chuyện. Thèm chi, ông nói ra thử tôi nghe. Tôi thèm ăn một cái bánh tiêu. Trời đất quỷ thần ơi, bộ mình nghèo lắm hay sao? Tại sao ông không bảo tôi ngay, thứ bánh đó làm dễ ợt? Tôi có thể làm ngay một mớ bánh tiêu, cho dân chúng cả thành phố này ăn. Này, nhưng tại sao bà nghĩ điên rồ như vậy? Dân chúng ai làm nấy ăn, mắc gì tới bà? Vậy thì, tôi có thể làm bánh cho hết thảy người ở con đường này ăn. Cái đầu của bà làm sao vậy hả? Tại sao lại cứ nghĩ chuyện ngoài đường? Vậy, tôi có thể làm bánh cho cả nhà ăn. Bà điên mất rồi, bà có biết nhà ta đông đến mấy trăm mấy ngàn miệng ăn không? Vậy, tôi sẽ làm bánh cho ông, tôi và các con chúng ta ăn. Tại sao bà phải bận tâm với chúng nó? Vậy, tôi sẽ làm bánh cho ông và tôi ăn thôi. Nhưng còn bà ăn bánh tiêu làm gì đã chứ? Vậy, tôi làm bánh cho một mình ông ăn thôi. Bà nói vậy nghe mới được. Nhưng ở trong cái nhà này, chúng ta làm gì cũng nhiều người trông thấy. Vậy bà hãy đem bột, đường, dầu, mè và các thứ, xông chảo, lò bê, đi lên tuốt trên tầng lầu thứ bảy, ở chót vót trên cao ấy, chúng ta mới làm bánh được, khỏi bị ai nhầm ngó. Được rồi. Bà vợ soạn tất cả dụng cụ và vật dụng làm bánh, lễ mễ bưng lên từng lầu chót. Ông trưởng giả xách sâu chìa khóa đi theo, khóa hết các lối đi lên. Sau khi đến tầng lầu cuối, khóa cửa xong, ông mới bắt đầu bảo vợ khuấy bột chiên bánh. Lúc ấy, tại kỳ viên Tịnh Xá, Đức Đạo Sư bảo Tôn giả Mục Kiền Liên. Này Mục Liên, trong thành phố kia, có ông trưởng giả keo kiệt đang ngồi trên tầng lầu chót mà chiên bánh vì sợ mọi người thấy. Vậy, ông hãy vận thần thông mà đến đó, đem tất cả người và bánh lại cho ta. Trưa nay, ta và chúng tỳ kheo sẽ độ ngọ bằng bánh ấy và cải hóa trưởng giả keo kiệt. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời, vận thần thông đi đến chỗ trưởng giả. Ngài hiện hình, đắp y chỉnh tề, đứng giữa hư không, ngay trước cửa sổ. Ông keo kiệt nhìn ra, giật mình tự nhủ. Chính vì sợ gặp những người như vậy mà ta mới leo tận đây, thế mà sa môn này cũng lò dò tới được, lại đứng ngay trước cửa sổ. Rồi ông tức giận nói lớn, này tỳ kheo kia, muốn gì mà đứng như trời trồng ở đó?
dù ngươi có đi tới đi lui cho mỏi cả chân, cho thành một con đường mòn giữa hư không, ngươi cũng không được gì đâu. Tức thì, vị tôn giả đi tới đi lui. Ông keo kiệt tức mình, bảo, ngươi đi tới đi lui làm chi cho mất công, dù ngươi có ngồi kiết dạ giữa trời, ngươi cũng không được gì đâu. Vị tôn giả liền ngồi kiết già giữa hư không. Ông keo kiệt liền bảo, ngồi kiết già làm chi đó, vô ích mà thôi. Cho dầu ngươi có phun ra khói đi nữa, ngươi cũng không được gì đâu. Tôn giả liền phun khói vào cửa sổ, khói lên đầy đặt cả căn phòng. Sợ tôn giả sẽ làm cho căn phòng phát hỏa, nên ông keo kiệt không dám nói thêm, dù ngươi có phun lửa, ngươi cũng không được cái bánh nào. Ông tự nhủ, sa môn lì lợm này có lẽ nhất quyết ăn cho được bánh của mình mới chịu đi. Rồi ông bảo vợ, này bà, thôi thì hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu, đưa cho ông ta đi cho xong. Bà vợ lấy một ít bột, bỏ vào chảo dầu, nhưng cái bánh phồng lên đầy cả chảo. Ông bảo bà lấy nhiều bột quá, để tôi lấy cho. Ông lấy một chút bột dính đầu muỗng, bỏ vào chảo. Do thần lực của tôn giả, cái bánh này còn lớn hơn cái trước. Ông keo kiệt cứ tưởng mình lấy nhiều bột, nên tiếp tục chiên cái khác nhỏ hơn mới đem cho. Nhưng càng ngày, bánh cứ càng lớn, không thấy cái nào nhỏ cả. Ông bèn bảo bà, thôi bà hãy lấy đưa cho ông ấy bất cứ cái nào, một cái một mà thôi. Bà vợ lấy một cái từ nơi rổ bánh đã chiên. Nhưng bà không rứt ra được cái nào, nên bảo, ông ơi, bánh mắc dính với nhau, tôi không thể nào gỡ ra được một cái. Để tôi gỡ cho. Rồi ông cầm một cái bánh đã chiên, bà cầm rổ bánh, cả hai cố kéo ra một cái mà biếu vị sa môn. Nhưng ông không tài nào rứt ra được, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, ướt cả mặt mày y phục. Mắt hai vợ chồng đỏ ngầu vì khói do tôn giả phun ra, cuối cùng, ông trưởng giả mệt nhoài, không thiết gì nữa, bảo vợ, này bà, tôi không ăn uống gì nữa hết, bà hãy đem hết rổ bánh, cúng đường vị sa môn đi. Mục Liên tôn giả thu hồi thần lực, làm cho hết khói, rồi thuyết pháp cho ông keo kiệt nghe. Nghe xong, ông phát sinh lòng tin thanh tịnh đối với Tam Bảo, cung kính mời, bạch tôn giả, xin ngài hãy tới đây, ngồi trên chỗ này mà dùng bánh của con. Này trưởng giả, Đức Đạo Sư đang chờ để dùng bánh này, ta hãy đem tới cúng dường ngài. Bạch tôn giả, nhưng hiện giờ ngài ở đâu? Ngài đang ở kỳ viên Tịnh Xá, cách đây chừng 45 dặm. Quỷ thần ơi, xa như vậy, làm sao chúng con kịp giờ ngài dùng ngọ? Trưởng giả, nếu ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi, vợ ngươi và bánh đến nơi ngài trong chớp mắt. Đỉnh cầu thang ở nguyên chỗ, nhưng cái chân cầu thang này sẽ ở ngay chỗ vào Tịnh Xá. Các ngươi sẽ đến đó trong thời gian ngắn hơn đi bộ xuống 7 tầng lầu. Bạch tôn giả, như vậy rất tốt. Tôn giả liền hóa phép cho cái chân cầu thang ở ngay cổng Tịnh Xá trong chớp mắt. Vợ chồng ông keo kiệt xuất hiện trước Đấng Đạo Sư, đảnh lễ và thỉnh Phật dùng bánh. Khi Phật và chúng tỳ kheo ngồi vào bàn ăn, ông trưởng giả đặt một cái bánh vào bát của ngài. Tăng chúng thì dùng bánh từ rổ do bà vợ dâng lên. Vợ chồng trưởng giả cũng được dùng bánh thỏa thích. Sau khi Đức Phật, tăng chúng và hai cư sĩ dùng xong bữa, rổ bánh vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Đức Phật bảo, đem bánh ấy để ngoài cổng Tịnh Xá cho chim ăn. Đến nay, nơi ấy vẫn còn được gọi là động bánh. Đức Phật thuyết tùy hỷ pháp cho hai cư sĩ. Khi nghe xong thời pháp của Phật, ông bà trưởng giả đều đắc quả dự lưu, nhập dòng thánh. Họ đảnh lễ Phật, bước lên cầu thang, do thần lực của tôn giả Mục Kiền Liên, nên khi bước lên đã đến ngay tầng 7 của lâu đài mình. Đức Thế Tôn nhân đấy đã khen tôn giả Mục Kiền Liên một lời, mà sau được ghi vào kinh pháp cú như sau. Này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo muốn cải hóa một gia đình mà không làm mất tín tâm của họ, không phiền nhiễu họ, thì phải như ông hút mật hoa,
chỉ giữ lấy mùi vị, không làm tổn thương hương sắc, và như vậy chính là hạnh của Pháp Tử Mục Liên.